Nhà trai chứ nói khuyết điểm à. Để nhà trai nhận khuyết điểm. Khuyết điểm nhiều lắm. Khuyết điểm thứ nhất là tính hơi nóng, cũng có thể là do bằng nghề nghiệp. Con nhà lính tính là khó ăn quen. Thứ hai là nhanh thì thành lanh chanh, tức gọi là hầu đầu chút. Ví dụ hay hình hết điện thoại bể cái nồi kia là có. Còn cái kinh doanh bất động sản nữa. Kinh doanh bất động sản thì tháng kiếm vài chục thôi. Kinh doanh bất động sản thì tháng kiếm vài chục thôi. Rồi. Trời ơi ngon lành. Có nhà riêng cho anh. Nhà mình thì 94 m². Trước giờ là chưa bao giờ được lấy chồng, chưa bao giờ được lên xe hoa. Bây giờ vẫn còn rất là tâm ức. Ủa? Anh là nhìn anh trẻ hơn chú Linh của em thiệt luôn á. Anh lớn hơn tôi, mà Ngọc Lan kêu bằng anh. Còn tôi trẻ hơn ảnh, Ngọc Lan kêu bằng chú. Nó kêu từ hồi nhỏ rồi chứ bộ. Con dìm hàng chú quá. Con dìm hàng chú quá. Rồi, hai bên chỉ cách nhau cái hàng rào tình yêu thôi. Bây giờ mình nói bắt đầu giới thiệu cho hai bên cùng nghe luôn nha. Mời nhà trai. Chào ông Mai Quỳnh Linh. Xin chào. Bà mối Ngọc Lan. Dạ. Chào bạn gái bên kia. Tôi giới thiệu, tôi tên là Trương Thành Linh. Năm nay 55 tuổi. Quê gốc của tôi ở Quảng Bình. Hiện nay đang sinh sống và làm việc tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Tôi đã từng công tác trong quân đội 33 năm. Wow. Năm 2019, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Lúc đó còn bệnh tật cho nên là xin nghỉ hưu sớm. Năm 2019 thì được sự quan tâm tạo điều kiện của em gái thì hai anh em thành lập công ty bất động sản. Vậy là hay rồi đó. Nhìn anh lớn tuổi hơn tôi mà nhìn anh trẻ hơn tôi luôn á. Đó là nhà trai của chúng tôi. Mời nhà gái. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và chào các khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Phạm Thị Giang, em sinh năm 1977. Em thì tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Wow. Ra trường thì làm kế toán. Bên đây buôn bán bất động sản, làm kế toán tính tiền ngon ha. Nhanh lắm á, phần trăm đồ tính nhanh lắm. Mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi anh Linh. Ưu điểm của mình thì lớn lên là sinh ra trong gia đình hoàn cảnh rất là nghèo khổ. Cho nên là lớp 3, lớp 4 là tự lập rồi. Đi làm thuê, làm mướn. Đến hết lớp 12 thì thi vào trường sĩ quan quân đội. Về làm chủ nhiệm khoa giáo viên trường quân sự tỉnh. Quá sau đó thì mình không muốn phát triển nữa. Lúc đó lon anh đeo lon là lúc gì? Lúc đó nói chung về hưu là thượng tá. Rồi vậy là tốt rồi. Có khuyết điểm gì không anh? Ưu điểm thì nhiều, khuyết điểm thì cũng nhiều. 50-50. Ưu điểm của tôi là thật thà, chân thành, dễ tin người. Cho nên là bây giờ ai mà nói ngọt hoặc là ấy là mình dễ tin người là vì bản lĩnh chính trị anh đâu dễ bị mất tiền lắm hả? Nhưng mà được cái là rất là độc lập, bản lĩnh, nhanh nhạy. Lý lịch trích ngang ảnh là số 1 rồi đó. Bên đây sao, ưu điểm khuyết điểm sao? Ưu điểm của em được cái là trung thực, nhưng mà được cái là hòa đồng. Còn khuyết điểm thì thực ra là hơi nóng tính một chút. Nhà trai chưa nói khuyết điểm hả? Để nhà trai nhận khuyết điểm. Khuyết điểm nhiều lắm. Cái điểm thứ nhất là tính hơi nóng, cũng có thể là do bành nghề nghiệp. Con nhà lính tính là khó ăn quen. Thứ hai là nhanh thì thành lanh chanh, tức gọi là hầu đầu chút. Ví dụ hay rớt điện thoại bể cái nồi kia là có. Ở một mình mà. Ly hôn năm 2012 thì mình sống từ đó đến nay là toàn một mình không à. Cho nên là mọi công việc gia đình tất cả là đều phải tự lo hết. Về nhiều khi mệt mỏi quá, công việc rất là nhiều. Thì về nhiều khi là đồ bề bộn này. Nấu ăn là không biết nấu ăn. Hiện nay anh có con chưa anh? Có hai đứa con. Lớn nhất nhiều anh? Sinh năm 97, học ra trường Đại học Sư phạm. Rồi, đứa thứ hai thì sinh năm 2000, học Đại học Du lịch. Hiện nay hai đứa ở với mẹ nó. Trước đây thì chủ yếu tài sản mấy mẹ con lấy hết. Rồi giờ cái anh bây giờ kinh tế của anh ổn định không? Bây giờ lương nhà nước thì nhà nước nuôi tháng 13 triệu. Rồi còn cái kinh doanh bất động sản nữa? Kinh doanh bất động sản thì tháng kiếm vài chục thôi. Kinh doanh bất động sản thì tháng kiếm vài chục thôi. Rồi. Trời ơi, ngon lành. Có nhà riêng cho anh? Nhà mình thì 94 m². Nói chung là bên đây ổn định vậy đó. Nhà gái thấy sao nè? Ngon à, thấy ngon à. Tình trường mình sao chị? Từ trước đến giờ là chưa bao giờ được lấy chồng, chưa bao giờ được lên xe hoa. Bây giờ vẫn còn rất là tâm ức. Ủa? Vậy thì em hỏi luôn là cái tiêu chí về người đàn ông của chị là như thế nào nè? Thực ra là tiêu chí của em thì thứ nhất là một người đàn ông độc lập, có thể chia sẻ cuộc sống gia đình với lại em thôi. Bên đây độc lập, độc thân, độc đáo luôn. Mà lý do tại sao một cái cô gái cũng xinh đẹp, sinh năm 77 cũng đâu phải là lớn lắm đâu. Không có mối tình nào hết hả thì sao? Có rất nhiều người hỏi em tại sao đến giờ vẫn chưa lấy chồng mà em cũng không biết trả lời. Bây giờ bắc thang lên hỏi ông trời thì cũng không ai trả lời em cả. Nhưng mà em khó quá sao tình, tức là không có một mối tình nào. Dạ không có luôn. Mình có mối tình thoáng qua không chị? Thoáng qua thì có thể là em có một cái tình cảm
nói chung là tương đối sớm, cái tình cảm đấy nó khắc sâu quá. Sau đó thì những cái đối tượng về sau thì em cảm thấy là cứ không có phù hợp với lại cái suy nghĩ của em ấy. Có như rất nhiều người mà họ muốn hẹn hò với mình, thế nhưng mà họ lại, tức là họ chỉ muốn hẹn hò thôi nhưng họ lại không muốn đi đến cái bước cuối cùng ấy. Có nhiều người ta muốn hẹn hò trước rồi ta tính toán sau rồi sao? Dạ thì đối tượng em cũng không biết là có thể là chưa đến duyên hay sao, những cái đối tượng đối với em thì họ toàn chỉ là muốn hẹn hò thôi. Cái mục tiêu của em cuối cùng vẫn là một người chồng đối với mình để chia sẻ cuộc sống. Rồi, để đó, có cần chiều cao hay là ngoại hình như thế nào không? Dạ, để làm qua lan coi luôn. Ngoại hình chiều cao các thứ thì em cũng không có quan điểm. Anh tuổi lớn hơn Linh nhưng nhìn anh trẻ hơn Linh. Để qua anh nhon nhon người, không phải mập như Linh. Dạ em chào anh. Trời ơi đúng là nhon mô. Dạ. Anh là nhìn anh trẻ hơn chú Linh của em thiệt luôn á. Anh lớn hơn tôi mà Ngọc Lan kêu bằng anh, còn tôi trẻ hơn ảnh, Ngọc Lan kêu bằng chú. Ta kêu từ hồi nhỏ rồi chứ bộ. Con dìm hàng chú quá. Con dìm hàng chú quá. Bây giờ tiêu chí của một người vợ tương lai của anh là như thế nào anh? Tiêu chí không quan trọng lắm. Quan trọng nhất là đạo đức, thật thà, chân thành. Chị bên kia, chị thiệt thà lắm. Biết kính trên, nhường dưới, đối nhân xử thế, ngoài giao và biết nấu ăn. Mình chỉ nhiêu đó thôi. Anh ơi, giờ chị kia là chị phải quyết lấy chồng cho bằng được á. Anh nhắm sao? Bên này ok luôn. Ok luôn đúng không? Đặc cả con người là chỉ có làm việc thôi. Không hút thuốc lá, không ăn nhậu, không cờ bạc, không cá độ, không chích, không nghiện hút. Thấy chưa? Dạ. Nhưng mà vấn đề chỗ nè, bây giờ anh đang ở Phan Rang. Dạ. Còn chị đang ở Hà Nội. Cái khoảng cách như vậy đó, ở Hà Nội chị ở với ai? Dạ em ở một mình ạ. Ở nhà riêng hả? Dạ em ở nhà thuê. Nhà thuê, còn gia đình mình ở đâu? Gia đình em ở Bắc Giang ạ. À chỗ vải thiều rồi kia đó. Dạ vải thiều Bắc Giang, Lục Ngạn. Hồi đó dịch Linh có bán vải thiều ở Bắc Giang đắt lắm. Nếu mà hai người có duyên, có nợ á, thì chị có muốn có thể về Phan Rang được không? Vị trí địa lý đối với em thì nó không quan trọng. Nó quan trọng là cái người đối xử với mình và chia sẻ với mình cuộc sống về sau á. Dạ, ngon lành. Đúng đó. Rồi bây giờ thì còn chần chờ gì mà chúng ta không hỏi người thân? Đúng rồi. Chị gái đi với ai vậy chị? Dạ các bạn gái của em ạ. Nói về bạn Giang thì là thực ra bạn Giang là người rất là hiền lành và nhút nhát nữa. Thực ra để mà nói thì là bạn là người sống hướng nội, ít khi mà đi ra ngoài để chơi với ai, nên là thế hôm nay cũng đến một chương trình này thì cũng là một cái duyên rồi. Tôi thấy anh bên này cũng rất là ok. Nếu mà được cái duyên thì chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Dạ em xin cảm ơn ạ. Dạ cảm ơn nhà gái. Còn anh mình đi với ai? Anh đi một mình. Dạ không sao, có chú của em lo cho anh nha. Thôi vậy thì mình mở ra nào. Chuyện là của anh nha. Anh Linh nha. Hai người tên Linh mà không trẻ quá. Rồi bắt đầu đi Linh. Bạn... xin cảm ơn. Hôm qua cũng vội, thực sự rất là vội vàng, cho nên là em cũng không có chọn quà gì nhiều lắm. Thì em chỉ có một cây bút là tặng anh, nó hy vọng là nó tạo lên giá trị cuộc sống của anh. Dạ. Anh không biết nấu nướng, thực ra là em cũng có một cái may là em cũng tương đối khéo tay. Cho nên cái nấu nướng thì em nghĩ là em có thể xử lý được. Nhưng mà nếu mà hai người mà nóng tính quá như khi quăng quật nồi niêu thì cũng sợ đấy anh nhỉ? Nói chung là tính của anh thì nói chung là nghề nghiệp thôi. Nhưng mà mình biết, mình khắc phục dần. Anh ở miền Bắc tính ra là 6 năm. Nhưng mà thời tiết khí hậu của miền Bắc là anh không phù hợp với anh. Hồi đó anh học ở đó 3 năm trời. Bơi lội với cái nhiệt độ 8 độ C, 12 độ C. Anh đã từng bơi mười mấy 20 cây số. Dạ. Bơi kinh khủng lắm. Dạ. Nhưng mà anh không hợp, ở ngoài đó là hầu như anh bị bệnh rất là nhiều. Dạ. Viêm xoang, dị ứng thời tiết. Cho nên khi vô miền Nam thì thời tiết khí hậu ngoài nó lại hợp với anh. À, bây giờ anh không thể rời cái đất Phan Rang, rất là khó. Mặc dù có thể yêu, có thể thương ấy, nhưng mà yêu thương có thể mình đi lại thăm non thế nọ thế kia thôi, đi du lịch thôi. Chứ còn nếu để rời khỏi đất Ninh Thuận anh không rời được. Anh nói trước để em thông cảm đúng không? Dạ. Thực ra thì em thì sinh ra ở thị xã Bắc Ninh, lớn lên thì ở thành phố Bắc Giang và học đại học thì ở Hà Nội, nhưng làm việc chủ yếu ngày xưa là ở Sài Gòn. Em vào Sài Gòn từ năm 2003 và năm 2013 thì có biến cố một chút, về là bố em cũng bị bệnh ốm nặng, cho nên là em mới về Bắc. Bố em mất là 2016 thì em lại vào trong Vĩnh Long công tác, chứ em cũng không công tác ở ngoài Bắc nhiều. Cái vị trí địa lý em không quan trọng,
Tại vì bản thân gia đình nhà em thì nó không có vướng bận gì cả. À, thực ra là ở một mình mà nuôi con mỗi con mèo thôi, chẳng ảnh hưởng gì cả. Đi đem theo con mèo thôi đúng không? Dạ, đi là phải mang theo con mèo chứ không khổ thân nó. Thực ra là cả một cuộc sống thì khi mà bố em mất ý, có lẽ em thiếu thốn cái tình yêu thương của gia đình đúng không? Không. Khi mà bố em mất là em vẫn chưa có gia đình. Cho nên là bố rất xót xa. Em nợ bố một lời hứa đó. Dạ. Anh muốn nói gì? Anh chia sẻ. Hai là em cố lên. Cuộc sống, tất cả mọi vấn đề là do mình. Nhiều khi phải ngậm nước mắt để sống. Anh vậy, bố mẹ anh mất hết rồi. Anh khổ từ bé. Đi làm mướn làm thuê từ rất là lúc là nhỏ. Nhưng mà anh vẫn sống. Bây giờ mình cũng thật ra cũng lớn tuổi rồi. Anh thì cũng không bây còn nhỏ tuổi. Bây giờ xin phép ông Mai bà Mối tôi xin hát một bài. Đó, bây giờ để anh thay đổi không khí rồi, rồi. Con gái luôn. Bây giờ hát về nó mới tình cảm nè. Đó. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về, rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa. Hay rực quá. Cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Thực ra thì đối với bất người kỳ người phụ nữ nào khi mà hy vọng có một gia đình thì cũng có những đứa trẻ, nhưng mà em cũng không biết là cái tuổi của em thì có thể là có những đứa trẻ được mạnh khỏe hay không. Thế thành ra là em cũng không rõ là anh có muốn những đứa trẻ hay không. Nói chung tâm lý thì ai thích có một đứa con, mà đặc biệt với anh thì khao khát. Hôm nay đến đây thì anh cũng muốn cho mình một cơ hội và em cũng cho một cơ hội để mình tiến tới xa hơn, tìm hiểu, hiểu sâu hơn. Dạ. Bây giờ chúng ta đủ sức để có thể đưa ra quyết định. 1 2 3 Chúc mừng. Sau khi phân tích, nói chuyện thì đó, thấy không? Vô cái nắm liền thấy chưa? Bây giờ một nụ hôn đầu tiên nè. Một nụ hôn bên kia người ta chưa có bạn trai nha. Nụ hôn đầu đời đó. Không có gì rung đâu chị, sướng lắm, đã lắm. Thiệt. Chị tin em đi, chị tin em đi, chị bỏ tay ra là sướng lắm, đã lắm. Nè, tận hưởng nè. Thượng tá Linh, quyết liệt. Đó, nó phải vậy đó. Còn chuyện này để đây hoài chi đây? Thích quá. Đặc sản Phan Rang đó. Đặc sản của thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Ăn, em mời anh Quỳnh đi. Ăn đi chưa anh chị? Dạ, dạ, ăn đi chị. Nho tình yêu đó. Ăn nho để yêu nhau nhiều hơn. Rửa chưa nhưng ăn? Nhưng mà nho là màu xanh anh ạ. Thơ đi. Anh Quỳnh đi ạ. Ngọt. Nho Phan Rang. Coi như ăn trái cây tình yêu quá. Chúc hai anh chị hạnh phúc nha. Lớn lên cho bên kia cùng nghe luôn. Việt Xuân, 26 tuổi. Dạ, hiện sống và làm việc ở Long An. Long An? Dạ. Em làm nghề gì? Dạ, em làm kỹ thuật viên bên công ty Việt Sơn ạ. À, kỹ thuật viên Việt Sơn đúng không? Dạ. Làm ở Long An nhưng mà quận nào? Huyện Bến Lức. Bến Lức luôn? Dạ. Là quê mình ở Long An luôn đó hả Xuân? Dạ, quê em ở Long An luôn. Rồi. Mời bạn gái giới thiệu. Làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy em? Dạ, ở Gò Vấp. Gò Vấp. Dạ. Vậy là về tới Bến Lức. Nó cũng hơi... Trên quê em là Kiên Giang nên là trên đường nhà em là cũng hơi nhẵn. Hả? Không có qua được Bến Lức. Đi đường cao tốc thẳng luôn rồi. Nói chứ nếu mà yêu nhau thì cũng không có ngại đường xá xa xôi nha. Dạ. Bây giờ chúng ta có thể chia sẻ thẳng qua bức màn để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Rồi em nói đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là cái gì? Biết quan tâm chăm sóc mọi người. Nếu có vợ thì biết
Ồ, cái này hay à. Rồi điểm biết nấu ăn. Không biết nấu ăn. Nhược điểm của em là cũng hơi ít nói. Lại lúc đói thì cũng bò em có đói quạo đúng không? Giống anh nó đói quạo rồi, bây giờ anh quạo lắm rồi đó. Rồi bạn gái. À tốt quá. Em nấu ăn nói chung là cũng giỏi lắm. Tự tin thôi, có gì đâu em. Vậy hỗ trợ cho nhau được rồi. Còn gì nữa em gái? Dạ em nấu ăn cũng giỏi, cũng thích nghiên cứu về món ăn lắm. Rồi. Nên là bạn đó có thể về thử món ăn của em nấu. Rồi. Khuyết điểm? Dạ em hay ngủ, em nướng nhiều. Vậy hả? Dạ. Ngủ rồi lố giờ sao về đâu nấu ăn. Vậy là chắc để anh bị đói. Mà anh bị đói là anh sẽ quạo. Sao em sẽ canh giờ. Canh giờ ha. À được, dễ rồi, thương quá. Bây giờ em gái, em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua được một mối tình ạ. Một mối tình. Bao lâu rồi em? Em mới nói được 9 tháng nhưng mà cách đây cũng khoảng 5-6 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Dạ nói chung là hai đứa cũng không hợp, xong rồi bạn đó có người mới. Xong rồi à, nghỉ chơi. Bạn gái nào có người mới? Vậy là cũng chưa sâu đậm gì lắm đúng không? Ừ. Rồi từ đó đến đây 5-6 năm, lý do tại sao mình vẫn không tìm được người nào? Là lúc đó em học năm 1, năm 2 đại học. Nên là anh nói là thôi đi, để từ từ đi. Lúc đó mình tự trau dồi bản thân mình đi. Mình lo học, mình làm thêm, mình trau dồi kinh nghiệm bản thân á. Rồi lúc mà đi chơi bằng đồng tiền đầu tiên kiếm được thì trời vui lắm. Nên nói chung là em tự xây dựng cái nền tảng cho em. Bây giờ mình đã mong muốn thật sự có bạn trai chưa? Bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà học bạn đó thì cứ tiến tới hôn nhân. Rồi dạ, không có quy định nữa. Giờ mẹ em nói là bây giờ là kiếm được ai thì cứ gả em. Giờ hối quá rồi phải không? Trời ơi, em về quê em á là ai em á, con anh có chồng chưa? Còn gán có chồng đi. Dưới quê hay hối lắm. Bạn trai thì sao? Đó, bên đây là hối rồi nghe. Bạn trai sao? Mấy mối tình rồi? Đã trải qua 3 mối tình rồi. 3 rồi. Chùi răng. Đúng sao nghe nghe. Quen được khoảng 1 năm. Mới 1 năm rồi hả? Vậy cũng mới quen sơ sơ rồi. Có mối tình nào quen dài hơn năm không? Rồi qua trải qua các mối tình đó, mình rút kinh nghiệm là mối tình kế tiếp này mình phải làm gì để mình giữ vững mối tình đó cho suốt cuộc đời luôn. Hai người phải quan tâm nhau. Đúng rồi, quan tâm gì nữa. Rồi nhớ nha, phải quan tâm bạn gái, tin tưởng bạn gái. Nếu được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được, chứ bên đây là hối lắm rồi á. Đúng rồi, rồi mình khoảng 1 năm thì mình tìm hiểu là để tiến tới thôi. Được không em? Miễn cưỡng một năm ráng chịu ha. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em cũng hơi lùng lùng, nên là em muốn bạn đó thì hơi cao hơn em xíu đi, để hai đứa đứng cho nó hợp xíu. Em muốn mét mấy? Bên đây mét 9 đó. Bạn trời, quốc tiêu chuẩn em dữ lắm rồi. Tiêu chuẩn em chỉ là mét 6 đến 7 thôi, nhưng mà chảy giá xíu xuống vẫn được. Nhưng mà bạn đó tới mét 9 là hoang quá rồi. Nói vậy thôi chứ mét 9 là anh với bạn ấy cộng lại đó. Còn gì nữa không em? Rồi. Gọn gàng, chỉnh chu là được. Rất gọn. Dạ, gì là được. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Bạn đó hơi tính gia trưởng nè. Với lại em thích bạn đó tính tình thoải mái phóng khoáng xíu. Không, dân miền Tây thì chắc cũng thoải mái phóng khoáng lắm. Miền Tây đừng có lo em. Đừng lo ha. Rồi là hào sảng lắm. Bạn trai thì sao? Cái chuẩn người phụ nữ em cần tìm là như thế nào? Em thì cũng không có yêu cầu nhiều phụ nữ, thì dễ thương là học tính thì mình tiến tới. Đó, biết nấu rồi đó. Được rồi. Còn gì nữa không? Dễ thương không? Cặp này dễ tính lắm người ta. Dễ thương hay không? Chỉ cần dễ thương là được thôi. Đàn trai là yêu cầu dễ lắm. Dễ thương thiệt. Vậy được rồi em trai ơi. Cái gì đâu mất cỡ. Em phải là một người con gái rất là năng động đó. Tôi thích cái tính đó. Tươi, thoải mái ha, năng động. Rồi phải nói là giao tiếp tốt nữa. Kiếm chồng. Áp lực quá, mẹ hối quá. Bằng mọi giá phải dẫn về Kiên Giang đúng không? Rồi, rồi. Em không thích gì cái tính đàn ông ngoài cái sự gia trưởng đó? Không thích là, nói chung là uống bữa thì em vẫn chịu được, mà có mức độ thôi. Bạn bên đây thì chắc anh nghĩ chắc không có uống rượu thuốc nhiều đâu. Mặt rất là thư sinh. Thư sinh hả? Ừ. Trời ơi trời.
Bình tĩnh đi cô ơi, để tôi coi rồi tôi xử lý cho. Không, tôi thích tôi nói thích chứ. Ở trong cuộc sống này anh thích những người đó. Thích thì nói là thích, không thích thì nói không thích. Đúng không? Ừ. Không em, người con gái là nhiều người thích lắm, không giỡn đâu. Vậy mà họ ế ha. Chắc là em chưa có thích ai thôi. Không phải là ế. Là mình đã chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi. Đúng rồi. Chứ đây mà trai theo nửa mượp luôn á. Tính này có ghen là cũng mệt lắm rồi nha. Dạ không, em đâu có. Không có ghen luôn. Ừ. Thích đàn ông, thích nhất cái tính tình gì của người đàn ông? Thích nhất hả? Ừ. À, bạn đó quan tâm em nè. Nói chung là đi đâu thì đi, nhưng mà có bạn đó nào bạn chủ yếu là phải gọi điện nhắn tin với mình. Quan tâm một xíu là được. Nãy em nghe anh đó nói không? À, rút ra kinh nghiệm những mối tình trước, bây giờ mình phải quan tâm, chia sẻ. Đó, biết rồi đó. Đó, bởi vậy em mới chịu rồi. Rồi, đàn trai cũng chịu đàn gái rồi nha. Ây da, nhưng mà tôi cũng... cũng hơi còn lo chút xíu nha. À, về ngoại hình thì có cái điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Để chị qua chị coi. Cười đẹp là được. Cười đẹp là được. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Em nói tả cho chị Tường dễ hiểu đi. Có cái mẫu người lý tưởng nào không? Mẫu người thôi thì... Dạ không. Chỉ cần cười tươi thôi, không có cái điểm nào em không thích không? Nó hói đầu đi. Hói đầu em không thích đâu. Bụng phệ nữa. Hói đầu bụng phệ em thích. Ghét cái vụ hói đầu lắm nha. Nghe hói hói là bực mình rồi đó. Tuy hói đầu cũng vậy thôi, còn tất cả thích hết. Đàn ông nhiều người hói đầu lắm á. Mà hói đầu bao giờ cũng thành công, thông minh lắm á. Trời ơi, bên này hói quá hói luôn. Bụng phệ quá phệ luôn. Dạ. Ăn dữ lắm sao bụng bự vậy em? Dạ em ăn cũng ít à. Ngày ăn ba bữa thôi à. Dạ. Đây mập cỡ chừng này chắc 8 mấy ký á. Rồi bây giờ chị đang lo lắng vậy nè. Ở cũng hơi cách xa nhau ha. Dạ. Thì bao lâu ví dụ mình hẹn hò đi, một năm là mình đám cưới đúng không? Dạ. Thì trong cái năm đó thì em chăm sóc bạn gái bằng cách nào, như thế nào? À, thì mình có hẹn hò ở thành phố nè, cũng được vậy. Ừ. Một tuần 2-3 ngày cũng được. Tuần 2-3 ngày? Dạ. Chạy từ Long An lên. Bến Lức với gần Sạch Trà. Gần à. Dạ. Gần lắm. Gần Bến ha. Lức lên Sài Gòn đi khoảng 15 phút là tới hả? Gì? Đi rồi dắt đường, đường cao tốc đó, quẹo cái rào là tới đúng không em? Dạ. Bạn đó đi xe hơi. Ừ. Xe máy cũng nhanh lắm, đi 30 phút tới hả? Rồi mình đã sẵn sàng gì cho tương lai, cho đám cưới, cho vợ con mình sau này chưa? À, bảo ấm cho mình chưa? Hiện tại thì em có công việc cũng ổn định. Ừ. Ở chung với bố mẹ. Ừ. Nhà đông anh em không? Dạ có 2 anh em. Rồi. Anh nữa. Anh lấy vợ chưa? Dạ có vợ rồi. Có vợ rồi, ở chung trong nhà luôn? Dạ, hiện nay ở chung. À, thì sao? Em lấy về anh phải ra. Bây giờ anh ra, đi. Anh ra hay em ra? Chắc là anh ra rồi. Chưa biết nữa. Anh phải nhường cho em với lại nghèo Út ăn, giàu Út. Giàu ăn nghèo chịu mà. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Em không thích bạn gái tính hay cằn nhằn rồi quản lý nhau quá. Hẹn như mình đi chơi hay đâu mà cứ hỏi rồi đi với ai, đi mấy người, bao giờ về quản lý nhau quá thì em không thích lắm. Vậy chứ em đi chơi với ai? Ví dụ mình đi cà phê với bạn thì mình có nói là đi với bạn thôi. À, là phải tin tưởng nhau đúng không? Tin tưởng nhau. Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Có cái mẫu người hình mẫu lý tưởng không? Mẫu lý tưởng em là dễ thương, là như Diễm My cũng được. Diễm My à, Diễm My 9X đó hả, phải không? Đẹp ha. Cô này có 9X trừ được không? Chắc cũng được. Không, cô này còn thông minh lắm á. Thông minh, lanh lợi, năng động ha. Bây giờ ăn thua là hai người coi có hợp với nhau hay không thôi ha. Dạ. Sắp xếp cái chuyện hẹn hò sao phải quan tâm đến người ta chút xíu. Rồi mình rút ngắn cái thời gian lại, mình cưới sớm thì mình đỡ phải đi về về nó cực. Ở chung. Ở chung. Trời ơi. Ha. Chưa cưới mà ở chung gì? Thì mình cưới là sớm, mình ở chung sớm. À. Được không? Dạ được. Rồi vậy đi. Chứ vẫn chưa cưới ở chung chứ. Thì được, đẹp trai hơi mập thôi. Không sao. Không sao. Anh muốn chồng quá rồi mà ốm thì cũng hết. Thôi giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em trai đi với ai? À có anh trai đây rồi hỏi vụ nhà luôn ha. À anh ruột phải không? Dạ chào anh. Em chào anh Duy Linh với Trần Dễ Thường. Thì em là đây là anh hai của Xuân. Dạ thì hôm nay thì rất vui đến với chương trình cùng chơi với bạn. Ba mẹ em cũng hâm mộ chương trình lắm á. Ừ. Ba mẹ cũng xem á, cũng mong biết khi Xuân nó tham gia chương trình á. Thì ngày nào ba mẹ cũng lên coi, cũng biết tới ngày Xuân nó tham gia sau. À. Ngày thì tại vì đường xá thì ba cũng lớn tuổi nên ba kêu được em thì đi làm cũng ở thành phố nên đến làm việc chung với em. Thì về cái bản cấp á, từ ở dưới nhà em lên trên đây cũng không sao đâu, tại vì bản thân em là minh chứng, em đi làm sáng đi chiều về quận 3 Sài Gòn
Mỗi ngày. Ừ. Cho nên là giờ cũng bạn thì cái khoảng cách em nghĩ hẹn hò giữa hai em thì cũng không vấn đề đâu. Sao anh đi làm trên này anh không lên đây ở luôn đi? Tại vì gia đình cũng đơn chiếc đó. Trời. Rồi cái nhà đang ở cũng là nhà thờ tổ ông bà. À. Thì ba mẹ cũng muốn bán ở trên quận 10. Thì ba mẹ ý là mẹ cũng muốn là anh em ở chung trong gia đình đó. Còn trường hợp mà em đi sau này hai em mà đến với nhau á, mà em có muốn ở riêng thì Bến Lức giờ ngon lắm nha em, đừng giỡn nha. Ba mẹ thì cũng thoải mái. Có nghĩa là anh đó nhà thực tổ là anh phải giữ phải không? Dạ, đúng rồi. Là ở Bến Lức ở chỗ nào em? Em ở Gò Đen. À Gò Đen gần hơn nữa, trời ơi sát bên thành phố luôn. Như là đầy thành phố rồi. Đi à? Ừ, đúng rồi, bước qua bước qua bước lại mà. Nhà em có nấu rượu không? À, chú em có nấu. Vậy đủ đại đám cưới. Vậy Sưng nhậu dữ không? Sưng nhậu được. Nhậu được. Đó, à. Nghe dân Gò Đen là cũng nhậu dữ lắm luôn á. Rồi hôm nay anh trai nhìn thấy cô em gái này như thế nào? Nói chung là nhìn em cũng dễ thương, cũng nhìn mặt cũng hiền hậu, thì đặc biệt là dân miền Tây mình nữa thì cũng rất hợp với nhau. Nên là em nghĩ là hai em cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Thì về phần khoảng cách lúc đầu thì em nghĩ là xa thì không sao đâu. Nên nếu mà quan trọng là hai em thấy hợp nhau thì rất được. Em nhìn thấy anh trai vậy là em đoán em thấy là đó bên kia nó vậy đó. Anh với Sưng là giống nhau á. Thấy sao? Được không? Được. Cưới. Anh trai mà đẹp trai là các em cũng đẹp không? Trời ơi. Em thích người đẹp á. Em nghĩ là người đẹp của em. Nhưng mà anh trai có chấm cô này chưa? Được không? Nói chung thì em thì nghĩ là chỉ cần Sưng tìm được một cái bạn mà hiểu nó, thông cảm, chia sẻ thôi. Rồi biết nấu ăn là đúng một lợi thế. Thầy Sưng nó cũng thích ăn ngon. Nhưng mà được cái là nó không biết nấu rồi, thích ăn ngon lắm. Cô này nấu ăn ngon tự tin đúng không? Dạ. Vậy là ngon rồi. Trong nhà thì cũng ba mẹ cũng thoải mái, cũng bắt buộc phải làm dâu hay làm gì đó cứ thoải mái. Nói chung là anh cũng nghĩ là nhất. Dạ đúng rồi, thì anh cũng làm được việc tất cả nhà cũng có chị dâu đấy. Nói chung thì cũng thoải mái lắm. Anh cũng nghĩ là sẵn hai em có tới chương trình rồi thì cũng có cái duyên với nhau. Dạ nghĩ là hai em nên cho nhau cái cơ hội bấm nút để tìm hiểu biết đâu đó có thể tương lai chúng ta làm với gia đình. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Hay quá. Bạn gái đi với ai? Dạ, à, em đi với chị gái, chị họ, đó là bạn quen. Rồi, trời. Rồi, cho gặp chị đi. Em thấy anh này sao? À, đối với tiêu chuẩn của em với anh Nguyễn thì em thấy anh này nói chung đẹp trai, đẹp nhất. Nụ cười là duyên rồi đó. Nói chung ăn mặc cũng chỉnh chu rồi đó. À, hồi nãy anh Lên có nói là mập, không mập đâu em. Rất là vừa vừa người em à. Thấy chị có vẻ thích quá ha. Nói chung em là em thích nữa. Chị ơi, em cũng muốn chị ơi, của em, của em, của em. Không, em nhường. À, chị nhường cho em thì ý là em cũng thấy anh này là hiền tính, tức là rất là hiền, rồi ăn mặc thì có hơi chỉnh chu hơn, nhưng em của em thì tính tình cứng có cả thằng không hiền, ở ngoài cái số cũng là hiền nhưng mà đụng chuyện thấy cũng mạnh mẽ lắm. Hơi men đó phải không? Nam tính đó phải không? Hơi thư sinh. Mà là hơi men thì có vẻ chắc là hợp rồi đó. À, bù qua sắc lại. Bù qua sắc lại đó. Bên nam mà thấy thư sinh mà bên nữ thấy men. Nhìn vậy đó, chứ men lắm đó chị. Dạ, nhìn vậy thôi. Nhưng quan trọng là tôi thích men nhưng tôi thích con trai không á. Dạ, cái đó mình hỏi với em. Chứ em cũng biết là thích trai, thích gái. Trời đất ơi, chị nói chuyện hoang mang nhưng mà chị muốn cướp người của em vậy. Chắc là vậy luôn á. Trời ơi, vậy luôn á hả? Không dành chị em hài hước vui á. Tính hài hước này là được lắm em. Trong cuộc sống bộn bề này mệt lắm. Vui vui nó cũng về được ha. Yên tâm đi, dạ em cũng chồng lắm rồi. Nên là không có dụng mà thích gái nữa đâu. Rồi cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt nha. Đó. Rồi bây giờ là thời gian dành cho hai bạn nha. Tiến hành đi.
Trời đó, bạn gái thấy thằng trai sao? Gia đình bán ở quận 10 mà anh làm thành phố luôn kìa, nếu rảnh qua bán phụ luôn cũng được. Ít ly là y lít đó em, uống một ly mà một lần một lít đó. Cái gì cô cũng được hết trơn á. Làm như muốn chồng tới nơi rồi. Em hát bài tặng bạn trai nghe đi em, để mình thuyết phục ảnh đi, chứ chị thấy là em là muốn rồi đó. Mà em thuyết phục ảnh đi, hát tặng ảnh một bài đi, mình mạnh mẽ lên. Hồi nãy chị nói mình men mà. Bây giờ là em thuyết phục ảnh. Đúng rồi. Không sao em, bây giờ phụ nữ chủ động là chuyện bình thường. Giả bộ hả? Lý lên cái em đó ha. Hát đáp đi anh trai. Dương Long An nào hát đáp luôn. Anh thì biết hát nhạc trẻ. Trẻ luôn. Đúng rồi, hát là chiếc xuồng nhỏ đưa em về sớm nhỏ luôn chứ. Cùng anh đi bán sơn. Có chút rụt rè. Nói chung là em trai hơi nhút nhát. Ừ. Em hỏi đi, tương lai anh tính sao? Thì mình con cái, tiền bạc sao? Con cái trai gái gì hỏi luôn đi. Chưa anh. Đúng không em trai, nói đi. Đúng rồi, trai gái không quan trọng. Nói hôm nay là ghi vô biên bản rồi đó nha. Cánh cảm nhận hôm nay mình gặp nhau, cảm nhận đầu tiên như thế nào? Kể một vài món cho anh nghe coi anh hấp dẫn không? Những cái món mà em nấu ngon á, em nói thử anh nghe coi, anh thích ai nấu ăn lắm. Ví dụ, ví dụ. Thịt. Rồi, nửa tiền bạc về là bạn giữ. Lại giữ. Hả? Tiền bạc thì chắc anh đưa em giữ. Anh thì kia em không giữ được. Thật hả? Thiệt hả? Thiệt chưa? Chắc chưa? Ừ, nhà với em giữ chứ.
nói là đóng dấu ghi biên bản luôn đó. Đúng rồi, ở đây là giờ là bữa sau này em mở ra coi em nói ừ, cứ anh nói vậy, còn chết không. Bây giờ tôi thấy nãy giờ ở dưới đó bạn nam, bạn nữ thì men rồi, nãy giờ thấy bạn nữ tấn công bạn nam cũng nhiều rồi. Bây giờ bạn nam phải chứng tỏ mình nam nhi đại trượng phu, bây giờ em làm gì đó có thể em tiến lên, em nắm tay cổ hoặc là nói một cái gì, nói một cái gì đó, hoặc em tỏ tình gì với cổ coi. Nói gì tình cảm. Chứ em nãy giờ thấy là em có bộ phái yếu rồi đó. Mạnh mẽ lên anh trai. Mạnh mẽ lên ơi. Có anh trai ngồi dưới kìa. Anh trai men quá trời cũng. Em nắm tay hả? Em có yêu bản thân của em không? Dạ có. Vậy làm tình địch với anh đi nha. Hả? Vậy em làm tình địch với anh nha. À. Hiểu sao? Tôi không hiểu gì cho vậy. Thôi em hiểu được rồi. Ủa làm tình địch là sao? Ý là em nói là em yêu bản thân em, anh cũng sẽ yêu bản thân em, cho nên là hai người sẽ được tình địch. À, hôm nay tôi được khai sáng. Trời ơi. Cao siêu quá. Bà Mai thua. Em có thể nói ý nghĩa món quà hôm nay em tặng cho bạn đi. Coi luôn đi, nói gì đó ý nghĩa luôn đi. Thì, thứ nhất là anh không phải tặng hoa, tại vì người ta tặng hoa là để em nhìn nó tàn úa. Thứ hai là anh cũng phải tặng son, tại vì thằng son thì mỗi lần đi với anh thì em cũng bị phai thôi. Chứ anh tặng cái gì? Anh tặng nước hoa. À. Tương nhiễm mùi đúng không? Ừ. Lúc nào cũng có mùi thơm cho mình đúng không? Còn em món quà em tặng anh là một quyển sách mà em rất là yêu thích. Nhưng mà anh về coi sách không? Còn cái bìa là em để cái bìa mà em tự lắm, không có được đẹp lắm. Sao chồng tấm lòng là được? Thôi đủ rồi, cặp này đủ rồi. Ngồi xuống được rồi. Quyết định đi. Tỏ tình thả thính vậy là đủ quá rồi, đây rải thính đầy sân khấu luôn rồi. Rồi, mình để tay vào nút bấm đi các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Nãy giờ mình có thể nói vui vẻ với nhau ha. Chúng ta có 30 giây lắng lòng lại, nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình, kiểm tra lại tất cả mọi thứ. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Nhấn nút là chúng ta tiến xa hơn đến cái chuyện kết hôn với nhau, chứ phải nhấn nút để chúng ta uống cà phê với nhau nha. Nhấn nút là trao duyên với nhau, mà trao duyên rồi thì không có còn duyên nữa đó, không có lấy lại được đâu. Suy nghĩ cho kỹ. Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta nha. Và bây giờ là thời khắc quyết định. Hãy đưa ra cái sự chọn lựa của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Phần quà của em đi nào. Nắm tay nhau đi. Đấy, mạnh mẽ lên nào. Hãy làm nhiệm vụ của tình yêu. Hôn nhau. Mạnh mẽ lên nào. Em sếp dậy em hôn em gái rồi chị. Bây giờ em gái hôn em trai cái mới hay nè. Mình men mà. Đúng rồi, có gì đâu. Hôn môi đi. Dễ đó. Đâu. Rất dễ thương. Anh thích những người như vậy đấy.